chào tất cả anh em. Rất vui được gặp lại anh em trong clip của cơ sở Yến Âm Thanh Bãi 197 Lê Duẩn. Anh em hãy cùng xem các hành khách này đang thử test bộ gì nhé. Chỉ là 197 Lê Duẩn, Nguyễn Du, Hà Nội. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.